Hello mọi người, hôm nay mình sẽ đi thu hoạch trái cây sung nhà mình. Cây giống ân nâu mình không biết, mình mua từ một nhà vườn ở Sài Gòn rồi mới chơi. Thì như bạn đã biết là giống này giống ân nâu và không có tên. Nhưng mà đặc biệt cái giống này thì mình thấy nó là nó không có tên nhưng mà cực kỳ sai quả. Như các bạn đã thấy là một cây của nó, nhánh thứ nhất và nhánh thứ hai rất là nhiều quả. Rồi, hôm nay mình sẽ hái thử. Quả này mình nghi là giống yellow long neck, cổ màu vàng, cổ dài và ruột cũng vàng luôn. Thì mình cũng chưa, mình sẽ hái thử. Quả này đã chín, dấu hiệu nhận biết quả chín là gì? Ví dụ mình thấy quả đây là quả xanh, nó có rất là nhiều gân, mọi người thấy quả xanh rất là nhiều gân. Quả ương như này là nó màu vàng, này là nó sẽ gần chín rồi đấy, màu vàng đây là gần chín rồi. Nó sẽ chuyển sang màu ngà vàng vàng chanh và sau đó là vàng này. Và như đây mà các bạn thấy là nó sẽ mắt nó sẽ mở. Sẽ hái đây. Đây, mắt nó mở như thế này. Nó to và trái này nó nứt ra rồi. Nứt ra có nghĩa nó đã chín rồi. Kiến rất là nhiều. Đặc biệt giống này không có mùi thơm nhưng mà rất là thu hút kiến. Những cái cây Rautuki thì có vẻ như là nó không nhiều kiến bằng. Cây này mình nghĩ chắc có lẽ là do nó ngọt hơn thì sẽ nhiều kiến. Rồi mình sẽ xuống ăn thử nó như thế nào. Chào các bạn, mình đã hái xuống rồi, rồi sạch rồi. Thì mình sẽ review trái này cho mọi người ha. Trái này mình nghĩ là yellow long neck. Đây, nó có màu vàng của trái chanh và trái bí ngô. Để nữa nó sẽ, mình nghĩ sẽ thấm hơn. Và nó đã bị nứt rồi, nứt có nghĩa là chín rồi, hoặc là gặp mưa nó sẽ chín vào mắt. Dấu hiệu chín nữa là mắt nó sẽ mở. Bây giờ mình sẽ bỏ thử đây. Trái này thì đây là một đồng xu 20 cent một bàn tay, đây nó được ba ngón tay. Rồi mọi người có thể thấy nội thất bên trong rất là nhiều mặt. Có kiến. Lý do tại sao con này có nhiều kiến là tại vì nó rất là ngọt. Mình sẽ thử xem sao. Coi thử nhé. Wow, siêu ngọt luôn các bạn. Đây cho lại giống ân nâu miền Tây hay là gì đó, mua ở Sài Gòn mà người ta nói là từ miền Tây. Mình thấy là rất là đáng đồng tiền bát kẹo. Đây các bạn thấy mật ngọt, đây mật ong, đây màu thì không có được đẹp nhưng mà vị rất là ngon, cực kỳ ngon. Rồi, cảm ơn các bạn, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.